Vâng, xin chào các bạn nhé. Vâng, Long lại tiếp tục chui vào truy sát lệnh các bạn. Vào đây để đánh. Đấy. Còn rất là nhiều đây. Con này con thường các bạn, trần lỗi thường. Đấy. Con thường này thì đơn giản với thường thì nó không cho chúng ta BT tổ đội các bạn. Thì chúng ta có thể là bút chúng ta vào đánh được. Con này bị choáng các bạn.
chân lỗ, vâng, giống chân lỗ của long đây. Mình tìm cho các bạn xem này, chiêu gọi đấy, hai anh em chân lỗ gặp nhau, các bạn thấy chưa? Vâng, đây là võ lâm 2, võ lâm truyền kỳ 2. Vâng, úi giời đẹp chưa các bạn ơi, rất là đẹp, úi giời đẹp chưa, chiêu thức của Trần Lỗi. Đấy, nó gây choáng các bạn. Vâng, đây là một trong những tính năng mới mà Vinla Game nó mới ra được vài hôm thôi, và Long có úp video trước ấy, thì đi cái này thì các bạn đổi được rất là nhiều vật phẩm, đồ đạc. Tí Long sẽ cho các bạn xem. Rồi, ok, chúng ta đã đánh xong. Đấy, xem được bao nhiêu điểm nhá. Đây. Được 300 điểm các bạn. Thì là các bạn có thể xem này. Đâu nhỉ? Các bạn có thể đây, các bạn có thể đổi được những vật phẩm ở đây. Nếu mà chúng ta có đủ điểm, cần điểm truy sát, rất là nhiều vật phẩm các bạn, đá cấp 4 này. Đấy. Và sự kiện này quan trọng nhất là người ta cần đổi cái con này các bạn ạ. Con này này cưỡi rất là đẹp, nhưng mà mình thì không ước mơ rồi. Con này đổi rất là lâu. Hoặc là bộ ngoại trang này bạn này, túi ngoại trang xảo này, 40k điểm truy sát, trời ơi rất là nhiều. Và chúng ta chỉ đổi được một cái trên một cái thôi, nó không reset lại nhá. Tất cả các phần thưởng ở đây thì chúng ta còn nó có giới hạn. Ví dụ này, ví dụ như con hổ này, cái con tuyết ghê này, thì chúng ta chỉ đổi được, nó không có giới hạn đổi các bạn, có nghĩa là chúng ta đổi được nhiều. Còn cái hộp trang sức hào này thì chúng ta không để đổi được một cái này các bạn này. Đấy, nó báo 0-1 này. Đấy, cái này thì Long cũng chưa có điểm để đổi, nói chung là chưa biết. Vâng, các bạn cứ biết làm sao là các bạn đạt được bằng này đổi đã. Quan trọng nhất là Long cần cái hách bạch kỳ là một này, mà đợt này không biết có cày được hay không. Quan trọng là phải có thiên kiêu lệnh để hỗ trợ nữa các bạn. Thiên kiêu lệnh hỗ trợ để làm gì? Chúng ta có thể là mua hoàng kim truy sát lệnh này để chúng ta chui vào, mà đợt này thì không biết là mình có hay là không. Rồi, chúng ta sẽ búp tiếp. Rồi, Long sẽ vào đánh con thứ hai. Những cái con đơn giản này nó không cho tổ đội các bạn này. Đấy, đơn giản truy sát này. Đấy. Và đơn giản này cũng không cần BT tổ đội luôn, để mình có thể đánh được. Nó chia ra làm mấy cấp các bạn. Còn độ khó, và mấy con độ khó như hôm qua thì là Long úp ấy, thì nó rất là khó. Đấy, con này đánh rất là nhanh. Đấy, chúng ta được 150 điểm này. Đấy, chúng ta có thể hình như là rồi, chúng ta đã tranh thủ đánh nốt con thứ hai. Khó đấy các bạn, 40k điểm, 30k điểm truy sát. Không biết là sự kiện này đến thời gian bao lâu. Cũng đấy, đồng đánh nốt cái con này. Đơn giản các bạn nhìn, còn 5 con. Đấy. Các bạn có thể là cho đồng đội của mình nhận rồi chúng ta vào đánh. Tí nữa Long sẽ BT các bạn. Có cách. Chúng ta sẽ dùng một tổ đội rồi cho các phụ nhận, rồi chúng ta có ác chính đánh và chúng ta lấy điểm rất là nhanh. Chúng ta chịu khó lấy đánh con đơn giản đi. Con đơn giản nó ít điểm hơn, độ khó thì nó cao điểm.
Đấy các bạn nhé. Hết đây này, đấy. Thì Long thử lấy một ác phụ nhá các bạn nhá. Xem ác phụ có ác nào nhá. À, Thúy Yên đánh rồi. Nga Mi Đàn nào. Nga Mi Đàn xem này có nhiệm vụ gì không. Đây đây đây. Thôi không đánh Nga Mi Đàn nữa. Ác này chưa học trên 5 năm thì không chơi được. Rất là nhiều các bạn. Ôi, cấp tinh anh này các bạn ơi, tinh anh này. À, tinh anh à. Đấy các bạn ơi, cấp này tinh anh này, còn một, còn một, còn một. Đấy, cái này u trạch chia ảnh này. Thì các bạn phải BT các bạn. Thì Long sẽ lấy. À, thì được rồi, Long thử BT nhá. Con này phải BT thì mới vào được. Thứ nhất là có. Đấy, Hoàng vào kiên lệnh truy sát rất là nhiều. Và Long sẽ lấy 5 dọc nữa các bạn. 5 dọc để đi giữ bot. Ôi, 5 dọc có ấy không nhỉ? Để Long đi kiếm nào. Nga Mi kiếm. Nga Mi kiếm để đi đi giải hệ. Hộp trang nhấn chuột phải để sử dụng. Sao cái này không được nhỉ các bạn nhỉ? Ấn chuột phải à? Chả thấy được gì cả. Đấy, cái này là Long nhận rất là nhiều. Ác này chưa nhận các bạn. Đấy. Boss cấp cao thì chúng ta phần cần phải có cái này, Hoàng Kim lệnh. Hoàng Kim truy sát lệnh. Đấy, mình cứ đọc ngược. Rồi, vào BT rồi. Sẽ cho Nga Mi kiếm nữa. Vâng, đối với boss cấp cao thì chúng ta phải có cái vàng vàng đấy. Để Long thử vào nhá. À, cho ác phụ vào. Các bạn thử xem nó báo gì nhá. À, ác này không vào. Đấy, cổ sư, đây. Đấy, các bạn nhìn này. Các bạn nhìn nhá. Tinh anh này. Đại vương Lục Lâm tinh anh này, truy sát này. Chỉ đội trưởng mới tiến hành thao tác. Rồi ok, chuyển sang đội trưởng nhé. Long sẽ cho sang đội trưởng. 5 dọc đúng không ạ? Cổ sư, cổ sư. Rồi cổ sư. Đây. À, đội trưởng đây ạ. Chỉ đội trưởng được tiến hành thao tác. Vâng, BT lại các bạn. Quan trọng là phải có Nga Mi đi các bạn.
hoặc là Thiên Âm Trượng. Rồi, có Nga Mi Kiếm đi rồi. Đấy các bạn nhìn này, đấy. Thì nó đòi là Tiểu Long Du Ký không mang đủ Hoàng Kim sát lệnh, có Hoàng Kim sách lệnh, các bạn thì lấy ở đâu? Thì là các bạn có thể là dùng tốn phết đấy các bạn. Dùng Thiên Kiêu lệnh để đổi. Đây Thiên Kiêu lệnh thì Long có rồi đây. Mấy áp phụ kia thì Long có rồi. Thì nhầm. Các bạn có thể đổi ở đây. Đấy. Đây. Long sẽ đổi nhá. Đấy, một cái kiêu lệnh như được một cái này đấy, tốn vãi lờ ra các bạn. Ok, chúng ta vào nhá. Đấy, thế là chúng ta vào được. Và hôm nay thì Long đã chuẩn bị rồi. Thứ nhất là năm dọc, đấy, năm dọc này. Nga Mi Kiếm này. Và hôm nay thử đi xem có đánh được hay không. Rồi cho năm dọc cầm cầm bót đã. Đấy, con này rất là khó. Và thứ hai là cho Nga Mi Kiếm. Ta phải cho Nga Mi Kiếm đánh bạn, cho phải lội à? Thế nào? Mình chưa biết, lần đầu đánh các bạn thông cảm nhé. À. Cho hiện độc đánh luôn xem nào. Như là Thiên Âm Quyền phải vác ấy các bạn, phải vác 5 năm. Không biết là có bỏ không đây, mỗi lần đi mất. À, chết rồi, nó chết rồi, nó mất máu rồi. Ra diệt thối nào. Tại ác của mình nó dưới hệ là hệ 8x nên đan 82 nên bot nó trâu các bạn. Sắp hỏng đồ gì đây. Vâng, Thiên Âm Quyền vác các bạn, vác thì nó nhanh mất máu hơn.
nó rất là lâu. Vâng, các bạn muốn cho ác của mình trâu là một thì các bạn phải thứ nhất là có văn sức vô cụ này, bét vô cụ này, và đặc biệt nữa là đồ chúng ta phải cộng cao thì thủ nó mới trâu. Ác của Long thì toàn cộng 7 thôi, nó không được trâu. Ôi, chạy 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 chạy. Vâng, thời gian còn rất dài các bạn, cứ bình tõm. Vâng, là 8x rất là yếu các bạn. Vâng, Long thử xem đánh cái con to này thì mình được bao nhiêu điểm nhé. Vâng, để đợi tí hệ thống nữa. Đúng là 8x rất là yếu các bạn. Mỗi lần đổi cái truy sát hoàng kim lệnh thì chúng ta mất một cái kim cái lệnh cũng rất là tốn đấy các bạn ơi. Và Long thử xem mất một cái được bao nhiêu điểm. Rồi, nó chết rồi. Nó chết rồi. Rồi, nó chết rồi. Ôi, được có 300 điểm các bạn ơi. 3 trận đâu? Xem được bao nhiêu điểm nào. 375 điểm. Tốn lắm các bạn. 10 cái là 3k. Đấy, mới được 3k. Để xem tổng số mình được bao nhiêu điểm này. Đấy, 3k7 các bạn ơi. Bao giờ được 450k nhỉ? Đấy. Vâng, Long sẽ đánh nốt con này. Con thường này không phải BT các bạn. Vẫn trần nỗi. Trần nỗi này. Chúng ta để thử xem chiêu của trần nỗi nha các bạn ơi. Đẹp ơi là đẹp. Các bạn đợi tí. Hai trần nỗi gặp nhau. Như kiểu võ đang kiếm mà đánh cái chiêu vòng quanh người rất là đây 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 đây
Rất là đẹp đúng không ạ? Vâng, sút nó nhanh mất máu hơn các bạn. Thế mà không biết, cứ thế là ca diệt thối. Đấy, sút nó nhanh mất máu thật. Rồi, ok. Xem được bao nhiêu rồi, 300 điểm. Cũng rất là nhiều các bạn ơi. Còn hơn cái kia. Ô, hình như Long nhận được cái gì nữa ấy. Nó báo về Safu các bạn. Chả thấy có cái gì đâu. Ôi ôi, nó mời hảo hữu. Cứ tưởng là cái gì. Ôi, làm được 4k rồi. Không có đủ bạch ngân các bạn. Nói chung là tốn lắm. Đấy. À, chúng ta có nhiều áp phụ thì chúng ta càng làm được nhiều các bạn. Vâng, chúng ta chỉ cần làm nhiệm vụ làm đơn giản được. Đấy, chúng đấy, ăn một cái nhanh chết. À, cái này được 150 điểm thôi, rất là thấp. Đây nha, ví dụ như Long có một kẻ ác nữa, từ từ đợi tí nha. Đây các bạn nhìn thấy chưa? Ví dụ như là Ngami kiếm của Long này. Ngami kiếm của Long thì bao gồm có các nhiệm vụ đây, truy sát đây. Long đại ác này đã nhận được bằng này. Chúng ta phải chỗ vào tìm manh mối này, đấy. Thì ác hảo hữu của chúng ta thì ác thiên ông quyền này. Đây các bạn nhìn thấy vừa đây hết rồi nhá. Bây giờ chúng ta tìm tiếp này. Đấy, lại được một cái nữa này. Đấy. Của ác Ngami kiếm này các bạn nhìn này. Người phát hiện này. Đừng làm em đau. Đấy, ác Ngami kiếm Long vừa nhận thêm. Thì ác này đã có này. Đấy các bạn thấy chưa. Nói chung là chúng đấy. Ok. Tiếp tục vào các bạn. Đấy. Vì thế mà chúng ta hảo hữu với các anh em vào. Hảo hữu nhiều vào. Thì chúng ta có nhiều con boss để đánh. Boss thượng được. Không nhất thiết là phải boss to. Rồi, chúng ta sẽ vào nhé.